là đất phụ của Trung Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Trung và Hùng luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm thương, mà thắng cũng phải đáng tự hào. Xin dâng lời cầu nguyện. Lại đấng tối cao, thượng đế, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát quả cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cũ, mộ nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Quân Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thoát cũng phải đáng tự hào bất khuất và hồn anh, như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện chấm dứt. Đại biểu Pha Lê xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đại biểu, quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng tất cả đồng bào thân thương khắp nơi trong và ngoài nước. Xin kính chào tái ngộ cùng tất cả anh chị em. Một tuần qua thì chúng ta không có live stream. Hôm nay là bắt đầu trở lại chương trình để đưa những thông tin của chính phủ đến cho tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trong và ngoài nước. Thì cũng như thường lệ, xin mời tất cả anh chị em nghe một bài hát rất là quen thuộc, Việt Nam Đào Minh Quân. Dạ, xin mời. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nguy dân miền, quên thân mình ngày ngày chung lo biên cương. Một một lời lệ dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho một đời. Việt Nam Đào Minh Quân, dân tộc
Cuối là ánh dương lên soi sáng khắp quả địa cầu. Bài hát này mong là đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ soi sáng khắp quả địa cầu sau gần 100 năm với chế độ cầm quyền khắc nghiệt của Cộng sản Việt Nam. Nếu chúng ta nghĩ nó có là nó có, mà chúng ta nghĩ không là không. Vì chúng ta nghĩ có thì chúng ta phải tranh đấu, chúng ta phải làm, chúng ta phải hành động, thì chúng ta sẽ có tự do, thì nước Việt Nam sẽ giàu mạnh, thì sẽ soi sáng khắp quả địa cầu, để cho người Việt Nam chúng ta được ngẩng cao đầu trước thế giới. Chúng tôi là những người phụ nữ, cũng muốn cho tất cả chị em phụ nữ Việt Nam được ngẩng cao đầu trước thế giới. Nên Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu được Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thành lập ra, muốn lấy lại cái quyền làm người của người phụ nữ Việt Nam mà sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, bị chà đạp, bị mất đi phẩm giá của một con người Việt Nam, một người phụ nữ Việt Nam. Nên bắt đầu từ hôm nay trở đi thì chúng tôi sẽ live stream ở trong Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Lúc trước thì chúng tôi live ở Di Thật Lạc Cộng, mà Di Thật Lạc Cộng hiện nay là một cái chương trình để truyền tải thông tin đến cho tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trong và ngoài nước. Bốn chữ Di Thật Lạc Cộng của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là nói rõ cái lập trường của chính phủ Di Thật Lạc Cộng, chứ không có gian dối như Cộng sản Việt Nam. Thì chúng ta có Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu cũng là một thành phần rất là lớn trong xã hội. Tại vì người phụ nữ Việt Nam đóng một vai trò rất là quan trọng trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Mong rằng tất cả chị em phụ nữ Việt Nam của chúng ta hãy mạnh mẽ lên tham gia Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu, để chúng ta cùng giúp đỡ những người cần chúng ta giúp đỡ, và chúng ta học hỏi thêm tất cả những cái gì mà cái hay cái đẹp để nâng cao phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam. Tất cả những người phụ nữ Việt Nam chúng ta sống dưới chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam đã không có được người ta tôn trọng. Hôm nay có ăn ngày mai không biết có ăn hay không, thì làm gì có thời giờ để nhìn lại mình coi mình có bị chà đạp hay không, và làm gì có thời gian để tìm hiểu những người phụ nữ khắp nơi trên thế giới là như thế nào. Mong rằng với thể chế đại tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, chị em phụ nữ Việt Nam chúng ta sẽ ngẩng cao đầu với thế giới. Chúng tôi là người phụ nữ Việt Nam có nhân cách, có đạo đức, có phẩm hạnh của một người phụ nữ, không để cho ai chà đạp. Vì tất cả phụ nữ, nam đều vẫn là người, mà người thì phải có cái quyền làm người, người thì phải được người ta tôn trọng. Mong rằng
chương trình của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu sẽ từ từ gửi đến cho tất cả đồng bào anh chị em những gì của chính phủ, những gì cái hay cái đẹp của phụ nữ để chúng ta cùng nhau chia sẻ, học hỏi để tiến lên một nền văn minh mới, có đạo đức, có tình người dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Thì hôm nay chúng tôi lên live stream cũng sẽ đọc cho tất cả anh chị em nghe một hai bài từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Và chắc thời gian vừa qua đó, tất cả anh chị em chắc là cứ ngó về nước Mỹ, có ai làm tổng thống, rồi tình hình đất nước như thế nào. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống song hành với Hoa Kỳ, tức là chính phủ Hoa Kỳ chứ không có phải là ông tổng thống nào cả. Thành ra dầu có tổng thống Việt, tổng thống Cộng Hòa hay là tổng thống Dân Chủ gì, nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Tại vì Mỹ đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Còn những vị tổng thống lên là lãnh đạo một đất nước thì dĩ nhiên họ phải làm cái gì để cho họ có tiếng tăm, là được người ta tôn trọng, là một vị tổng thống có thể đem quyền lợi về cho nước Mỹ. Thành ra chúng ta không cần lo là vị tổng thống nào. Thì hiện nay tổng thống John Biden đã là tổng thống thứ 46 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, tức là cường quốc số 1 trên thế giới. Thì chúng ta nghe tới nghe lui tất cả những chuyện người ta đồn tới đồn lui, cái đó không quan trọng. Quan trọng là đất nước Việt Nam của chúng ta là của người Việt Nam, thì cũng phải người Việt Nam cứu, chứ không có phải là Mỹ cứu hay là quốc gia nào cứu. Họ chỉ giúp đỡ chúng ta khi họ thấy quyền lợi của họ có được từ những sự giúp đỡ đó, họ mới làm. Mỹ đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết, còn chúng ta phải đặt quyền lợi của nước Việt Nam chúng ta lên trên hết. Thành ra anh chị em bình tâm, đừng không cần lo là tổng thống nào cả, mà chúng ta hãy cùng nhau kêu gọi người dân cùng nhau tham gia trưng cầu dân ý để cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân có tiếng nói mạnh trên trường quốc tế, để mà không có mất thời gian để cho người Việt Nam chúng ta đau khổ. Nên cái sự mà kêu gọi đoàn kết tham gia trưng cầu dân ý thì rất là mong anh chị em tiếp tay, hãy nói cho tất cả đồng bào nào chưa biết về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống, để cho chúng ta nhanh chóng đưa nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về trên đất mẹ Việt Nam một ngày không xa lắm. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cho tất cả anh chị em nghe hai bài viết. Rồi chúng ta cùng xem mà coi là có cái gì mà để mà chúng ta thấy cái sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân trong 30 năm qua, và có những ai là nhân chứng mà để cho Đức Quốc Công Tổng thống đã kiên trì 30 năm mà không có sợ bị ai đánh phá, cũng không ai sợ ai nói xấu gì cả. Tại vì chính phủ này chính danh hợp pháp, được quốc tế công nhận và được người dân bầu Đức Quốc Công lên làm tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và tổng thống Đào Minh Quân là tổng thống chính danh hợp pháp của đất nước Việt Nam hiện nay. Tuy rằng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền đất nước của chúng ta, nhưng Cộng sản Việt Nam đã cướp chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và luôn cả miền Bắc. Nên Cộng sản không phải là người đại diện cho người dân Việt Nam, mà Đức Quốc Công Tổng thống mới là người chính danh hợp pháp đại diện cho đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay.
Bây giờ là trước chức thì đọc cho tất cả anh chị em nghe. Tổng thống, tân tổng thống của Hoa Kỳ gửi gửi email cho tổng thống của chúng ta, tổng thống Đào Minh Quân, ngày 19 tháng 1 2021, tức là mời Đức Quốc Công tổng thống dự lễ nhậm chức tổng thống John Biden. Bây giờ chúng tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe. Đây là cái email từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đưa ra để cho tất cả chúng ta thấy là tổng thống Đào Minh Quân là tổng thống chính thức của nước Việt Nam, nên mới được một vị tổng thống của cường quốc Hoa Kỳ gửi công điện mời dự lễ đăng quang. Thì chúng ta ngó tới ngó lui, tất cả ở hải ngoại này, người nào có được danh dự này? Lần trước là 2017, tổng thống Trump cũng đã mời Đức Quốc Công tổng thống dự lễ nhậm chức. Bây giờ nói tiếp là hiện nay là tổng thống thứ 46 cũng gửi công điện để mời Đức Quốc Công tham dự. Thì bao nhiêu đó chúng ta cũng thấy là tổng thống Đào Minh Quân không phải riêng về Hoa Kỳ mời, mà có thể tất cả những tổng thống nào của nước nào họ cũng có thể mời. Tại vì Đức Quốc Công là tổng thống chính thức của nước Việt Nam hiện nay. Tuy rằng tổng thống chưa có về nước, nhưng mà cả quốc tế đã công nhận, nhất là nước Mỹ là một cường quốc trên số 1 trên thế giới, thì họ gửi công điện mời, tức là họ đã công nhận tổng thống là tổng thống của nước Việt Nam hiện nay. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe cái thư của tổng thống John Biden gửi cho Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh Quân vào ngày 19 tháng 1 2021. Đây là một phần email của tổng thống đắc cử John Biden gửi đến Đức Quốc Công Đào Minh Quân, tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, ngày 19 tháng 1 2021. Cái này được dịch ra bản tiếng Việt, nên là bây giờ chúng tôi đọc bản tiếng Việt cho tất cả anh chị em nghe. Cuộc hành trình quốc gia mới của chúng tôi chính thức bắt đầu vào buổi trưa ngày mai, khi tôi tuyên thệ trở thành tổng thống thứ 46 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đây là lần cuối cùng tôi viết thư đến ngài với tư cách là tổng thống đắc cử. Mặc dù chúng tôi cam kết cung cấp lễ nhậm chức đầy tham vọng nhất từ trước đến nay, chúng tôi chỉ đơn giản là không thể hoàn thành nó mà không có ngài. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của ngài để đảm bảo ngày mai là đáng nhớ cho các thế hệ mai sau. Cảm ơn rất nhiều và tôi hẹn gặp ngài vào ngày mai. Châu. Cái này là anh chị em biết tại sao mà cái công điện này gửi ngày 19 tháng 1 2021, chỉ còn có một ngày nữa đó là tổng thống thứ 46 đã đăng quang tổng thống. Tại vì anh chị em biết là hổm ra tất cả chúng ta đều không biết là ai sẽ lên nhận trọng nhiệm tổng thống của nước Mỹ. Tại vì người thì nói tới nói lui, nào là gian lận phiếu, nên nó không có rõ ràng. Vì thế nên tổng thống phải gửi công điện cho một tổng thống gấp rút như thế này để mà biết rõ là người nào là tổng thống. Tại vì tất cả chúng ta cũng không biết là cái vụ phiếu bầu như thế nào, rồi không biết là ai lên làm tổng thống. Nên bây giờ chúng ta đã biết rõ là ông John Biden đã trở thành tổng thống của nước Mỹ thứ 46. Và anh chị em nghe cái này để anh chị em thấy. Bây giờ chúng tôi đọc lại cho anh chị em nghe một đoạn như thế này. Đây là lần cuối cùng tôi viết thư cho ngài với tư cách là tổng thống đắc cử. Câu này anh chị em nghĩ như thế nào khi mà anh chị em nghe cái thư này?
Đây là lần cuối cùng tôi viết thư cho ngài với tư cách là tổng thống đắc cử. Có thể sau này thì giữa hai tổng thống như thế nào, nhưng mà anh chị em khi nghe câu này anh chị em sẽ thấy là tức là tổng thống John Biden đã viết thư rất là nhiều lần cho Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân trước khi chưa đắc cử tổng thống. Như vậy thì rõ ràng là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đại tam Việt Nam Cộng Hòa song hành với Hoa Kỳ làm việc với tổng thống Mỹ và với tất cả những người mà làm ở trong cái quốc hội chẳng hạn. Nên nó tại sao trong cái thư này có cái câu đây là lần cuối cùng tôi viết thư cho ngài với tư cách là tổng thống đắc cử. Vậy thì trước đó tổng thống này đã viết rất là nhiều công điện cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Thì chúng ta không biết là tổng thống này viết thư để làm gì. Giữa tổng thống, giữa những người cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta khi nghe câu này đó, khi chúng tôi nghe câu này chúng tôi đã biết là tổng thống Joe Biden đã viết công điện cho Đức Quốc Công rất là nhiều lần. Như vậy thì chúng ta không cần lo ngại là tổng thống là Cộng Hòa hay là tổng thống Dân Chủ gì cả. Thì chúng tôi đã nói quyền lợi của nước Mỹ trên hết. Mà nếu mà quyền lợi của họ được nhiều từ Việt Nam Cộng Hòa Đại Tam do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, thì dầu cho tổng thống nào đi nữa chúng ta cũng giải thể được Cộng sản Việt Nam. Tại vì cái quyền lợi của nước Mỹ và nước Mỹ sẽ đòi lại công bằng cho 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã chết ở chiến trường Việt Nam là do Cộng sản Việt Nam gây ra. Nên nước Mỹ không bao giờ quên, không bao giờ quên tất cả tiền bạc và sinh mạng của người Mỹ đã chết tại chiến trường Việt Nam mà do Cộng sản Việt Nam gây ra. Và khi mà chính phủ Hoa Kỳ giải thể được Cộng sản, làm ăn với Việt Nam Cộng Hòa để tan, cái quyền lợi của họ rất là nhiều, nhất là kho dầu khí khổng lồ ở Biển Đông. Cái đó là quyền lợi của họ. Và đường hàng hải cũng là quyền lợi của họ. Và 22.000 tỷ Đức Quốc Công Tổng thống tặng cho chính phủ Hoa Kỳ trong vụ kiện thưa 38.000 tỷ Mỹ Kim mà Tàu Cộng đã gài Hồ Chí Minh vào trong đất nước Việt Nam của mình. Đó là quyền lợi của nước Mỹ. Nên vị tổng thống nào họ cũng đặt cái quyền lợi của nước Mỹ và họ làm được những cái gì cho nước Mỹ giàu mạnh, cho có lợi cho người dân, thì tổng thống đó vẫn là được tổng thống người ta tôn trọng. Nên Dân Chủ Cộng Hòa gì á, nó không có ảnh hưởng gì tới chuyện mà chúng ta cứu giúp đất nước Việt Nam. Hiện nay Đức Quốc Công Tổng thống kêu gọi tất cả anh chị em cùng nhau tham gia trưng cầu dân ý và đón Đức Quốc Công Tổng thống để chúng ta đưa nền đại tam Việt Nam Cộng Hòa trở về trên đất nước Việt Nam của chúng ta, đòi lại tất cả những gì người dân Việt Nam của chúng ta mất, nhất là chị em phụ nữ Việt Nam của chúng ta bị mất đi phẩm giá nhân cách của một người phụ nữ. Đó là một phần nào mà chúng tôi giải thích về cái công điện mà Tổng thống đắc cử thứ 46 John Biden đã gửi công điện mời Đức Quốc Công Tổng thống tham dự lễ nhậm chức của ông. Tổng thống Trump cũng vậy, tổng thống này cũng vậy. Thì anh chị em thấy là tổng thống đã được người ta công nhận là tổng thống và người ta cũng gọi là tổng thống. Thì tại sao tất cả người dân Việt Nam của chúng ta không thấy đó là một cái mà danh dự và cũng không có thấy cái đó là cái làm tự hào của người Việt Nam chúng ta? Đất nước Việt Nam đã có Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Tuy rằng chưa về nước nhưng mà trên trường quốc tế Tổng thống Đào Minh Quân là Tổng thống của nước Việt Nam hiện nay. Cộng sản chỉ còn chờ ngài phải trả lại chính quyền cho Việt Nam Cộng Hòa. Trước và sau gì họ cũng phải bàn giao chính quyền. Hiện nay Tổng thống đã có gần 8 triệu đồng bào tham gia trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam. Đó là một con số phiếu nhiều nhất mà Tổng thống Đào Minh Quân có được. Tại vì anh chị em đã thấy Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chưa có về nước mà được người dân
ủng hộ bỏ phiếu tiếp tục từ khi Đức Quốc Công lên nhậm trọng nhiệm tổng thống ngày 11 tháng 11 2018 mới có khoảng 4-5 triệu phiếu, mà bây giờ cái số phiếu đã gần 8 triệu. Vậy thì người dân Việt Nam vẫn tiếp tục trưng cầu dân ý để ủng hộ Đức Quốc Công tổng thống trở về để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Đó là một niềm vinh hạnh tự hào cho đất nước Việt Nam chúng ta mà chúng ta còn không biết cái đó, để mà chúng ta cùng với tổng thống nhanh tay chân để đưa cái đất nước Việt Nam chúng ta lên sôi sáng, vất vả đi cầu như bài hát Đào Minh Quân Hạnh Phúc. Bài hát này tại sao chúng tôi phải mỗi một khi live stream để mà mở lên cho anh chị em nghe, là muốn cho anh chị em biết nước Việt Nam sẽ sôi sáng vất vả đi cầu với tài lãnh đạo của Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh Quân, là chính nhân thiên mệnh, và chúng tôi hay gọi là chân mạng thiên tử. Dù anh chị em, những người không có ủng hộ Đức Quốc Công và không ủng hộ chúng tôi có công nhận hay không, nhưng Đức Quốc Công tổng thống là tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa đệ tam hiện nay. Cái đó chúng ta không có thể nào mà không thấy rõ. Chỉ chúng ta chữ chối bỏ, không nhận mà thôi, chúng ta còn chạy theo chế độ tà quyền Cộng sản, tin vào những gì mà Cộng sản nó cứ nói tuyên truyền mà anh chị em nghĩ là thật. Nước Việt Nam sắp sửa bị lọt vào tay của Tàu Cộng, và tất cả anh chị em đang sống ở miền Bắc trên 80 năm, ở miền Nam hơn 45 năm, là một sự gian dối mà anh chị em đã bị lừa. Lừa mấy chục năm nay, lừa đến nỗi mà chúng ta không nhìn ra cái chân tướng nữa. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe cái bài khuyến cáo từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, để cho anh chị em thấy rằng anh chị em sống ở đất nước Việt Nam dưới chế độ cầm quyền Cộng sản Việt Nam, anh chị em đã bị lừa gạt một cách trầm trọng. Nên đây là thời điểm để cho anh chị em thấy rõ chân tướng rõ ràng, và anh chị em phải đứng lên làm người Việt Nam chân chính, để sống vào thể chế đệ tam Việt Nam Cộng Hòa với một người lãnh đạo rất là thương yêu mình, nghĩ tới đất nước Việt Nam, nghĩ tới dân tộc Việt Nam. Nếu Đức Quốc Công tổng thống không thương người dân Việt Nam, đâu cần phải hy sinh 30 năm. Và nếu chúng tôi không nhận ra tổng thống là một người có đạo đức, có lòng thương đất nước Việt Nam, thì chúng tôi cũng đâu có đi theo. Tại vì tất cả chúng ta là người, thì chúng ta thấy người nào hết lòng thương người dân, giúp đỡ người dân, cứu nước, cứu cả một đất nước, dân tộc cả trăm triệu đồng bào, thì cái đó chúng ta đã thấy những cái gì mà Đức Quốc Công đã làm mấy chục năm nay. Nhiều hình ảnh, video, tất cả những bằng chứng đó đã rằng ràng trên tất cả các mạng truyền thông và chính phủ. Thì bây giờ càng lúc thì càng nổi bật, đó là nói lên cái sự chính danh hợp pháp của Đức Quốc Công. Từ từ người dân sẽ nhìn thấy và cả quốc tế đều nhìn thấy. Anh chị em có bao giờ nghĩ rằng có một ngày nào đó vị tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Đức Quốc Công tổng thống chỉ cần xuất hiện trên truyền thông một phút thôi thì anh chị em đã thấy Cộng sản Việt Nam và kiếm đường mà trốn luôn, chứ không có còn chỗ nào để mà đứng, để mà chà đạp người dân nữa, không còn cơ hội nữa. Tại vì cái gì cũng vậy, sống không thận lòng dân thì sẽ tự họ sẽ hủy diệt mà thôi. Người dân nhìn ra chân tướng thì tự người dân sẽ đào thải. Cái bằng chứng là hiện nay người dân vẫn tiếp tục trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công tổng thống Đào Minh. Đây là một bằng chứng rất là rõ ràng. Tại sao cái số phiếu nó càng lúc càng tăng? Thì đó là nói lên người dân đã nhìn thấy cái nào đúng và cái nào sai, nhìn ra chế độ Cộng sản. Nhưng mà còn rất là nhiều người vẫn còn u mê tin vào Hồ Chí Minh, tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên nó là anh chị em khi nghe mà chúng tôi đưa tất cả những thông tin từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc là muốn nhắc nhở cho tất cả anh chị em Việt Nam của chúng ta hãy nhìn ra chân tướng sự thật, để mà chúng ta cùng nhau thay đổi cái đất nước của mình. Có một người lãnh đạo thì chúng ta mới biết làm sao chúng ta thay đổi. Anh chị em làm sao mà có thể thay đổi cả một chế độ mà nó đã ăn sâu vào trong đất nước Việt Nam gần cả trăm năm, do Hồ Chí Minh du nhập vào đất nước Việt Nam của mình.
anh chị em không bao giờ làm được. Phải có một người có sách lược chiến lược, phải làm sao gài cho Cộng sản Việt Nam vào một cái bẫy thì mới có thể làm được. Chuyện này không dễ dàng chút nào. Chỉ có người chính nhân thiên mệnh, tức là chân mạng thiên tử. Thì qua những cái live stream kế tiếp, chúng tôi sẽ bắt đầu nói về tại sao chúng tôi nói Đức Quốc Công Tổng thống là chính nhân thiên mệnh và là chân mạng thiên tử. Rõ ràng thì hiện nay Đức Quốc Công Tổng thống là Tổng thống của nước Việt Nam rồi. Thì đó là một Tổng thống chính nhân thiên mệnh. Thời vua chúa thì người ta hay gọi là minh quân, tức là người làm vua mà rất là sáng suốt. Thì tổng thống đã là tên minh quân đó. Nhiều khi chúng ta nghĩ là bây giờ chúng ta gọi như thế nào thì tên của tổng thống vẫn là sáng chói. Anh chị em thấy tên của Đức Quốc Công cũng lạ hơn tất cả những người khác không? Mà tên Đức Quốc Công là Cộng sản Tàu nó rất là sợ đó. Tại vì nếu nó nghe tới ba chữ Đào Minh Quân là nó biết chế độ Cộng sản sẽ bị sụp đổ, trước và sau gì cũng bị sụp đổ. Thì Tổng thống Đào Minh Quân thưa Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim, anh chị em nghĩ Tập Cận Bình chỉ còn một lá thư cuối cùng nữa thì chế độ Cộng sản Tàu nó sẽ sụp đổ. Như vậy thì cái ứng nghiệm mà nó sợ tên Tổng thống Đào Minh Quân là phải rồi đó. Rõ ràng Tổng thống đang thưa cho nó là không còn đồng bạc nào. Tức là số 38.000 tỷ Mỹ Kim đó là một số tiền không nhỏ. Gom hết cả nước Tàu cũng chưa chắc là đủ nữa. Nên chúng ta phải vui mừng là chúng ta có một vị Tổng thống làm đủ cách để giải cứu đất nước mà đòi lại công bằng, đòi lại quyền lợi cho người dân Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta phải vui mừng, hân hoan chào đón và chạy lại cùng tiếp tay kêu gọi người dân loan truyền khắp nơi từng các nẻo đường của đất nước, nói là nước Việt Nam sắp được tự do và nước Việt Nam chúng ta đã chính thức có tổng thống. Mà cái đó là cái quyền lợi của anh chị em. Anh chị em có tổng thống, anh chị em thay đổi được đời sống, anh chị em sống với thể chế tự do. Anh chị em nghe bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa là anh chị em đã thấy nó vừa giàu mạnh là nó được và nó tự do nữa. Anh chị em có thấy nghe cái chế độ Cộng sản Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, anh chị em có nghe có thấy là quê mùa không vậy? Nó vừa quê mùa mà nó nói lên cái sự dốt nát và nghèo nàn nữa đó. Anh chị em đọc đi đọc lại thử đi. Khi chúng tôi về Việt Nam mà nghe Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, nghe xong là thắc mắc mệt. Tự do đâu không thấy, độc lập đâu không có, không có thấy mà chỉ thấy toàn là nghèo đói. Như vậy xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó, anh chị em thấy mấy cái chữ đó không? Chúng tôi không thích chút nào cả. Tuy rằng chúng tôi không sống vào thời Việt Nam Cộng Hòa lâu, nhưng mà ít ra đó thì những hình ảnh tất cả chúng ta đều thấy và được kể lại từ những người sống vào những cái thể chế đó đó trước năm 1975, tức là đệ nhất và đệ nhị. Thì đó là nhân chứng rõ ràng mà chúng ta không có thấy cái đó là một niềm vinh hạnh cho đất nước Việt Nam. Chúng ta có thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Mong rằng cái tư tưởng của anh chị em hãy dẹp bỏ, hãy bỏ cái chế độ cộng sản nghèo nàn và lạc hậu ra khỏi tâm thức của anh chị em, thì anh chị em sẽ được tự do. Thì anh chị em sẽ nhận ra Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là ai. Sau những live stream kế tiếp thì chúng ta sẽ nói về Đức Quốc Công Tổng thống. Thì bây giờ nè, hồi nãy giờ nói là anh chị em đừng có tin cộng sản nữa. Thật ra đây là cái văn bản muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho anh chị em thấy rõ là anh chị em đã bị cộng sản lừa gạt. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe, tiếp tục nghe bài khuyến cáo. Có thể tất cả quý đồng nghiệp đã đọc, nhưng mà anh chị em phải nghe lại anh chị em mới thấm thía là anh chị em đã bị cộng sản lừa gạt. Bây giờ mời tất cả anh chị em cùng nghe bài kế tiếp.
Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim, CA 92814. Khuyến cáo: không nên tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Số 001/011-2202-21 QD Bộ Tư lệnh ngày 12 tháng 1 2021. Kính đệ trình toàn dân Việt Nam. Anh chị em có thấy Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc dùng cái hàng chữ này là anh chị em thấy là chính phủ này rất là tôn trọng người dân Việt Nam. Kính đệ trình toàn dân Việt Nam. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, chúng tôi xin lưu ý đồng bào về một băng đảng phi pháp đang trá hình là nhà cầm quyền Việt Nam. Băng đảng tội ác này đã có mặt tại miền Bắc Việt Nam trước năm 1945. Chúng đã cướp chính quyền từ nội các chính phủ quốc gia của Thủ tướng Trần Trọng Kim, rồi tự mạo danh xưng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để đấu tố, cướp của, giết người, tạo ra một hệ thống kìm kẹp sắc máu để thống trị miền Bắc nước ta, và sau đó đã cưỡng ép dân chúng phải đem sức người, sức của phục vụ cho bọn phản quốc, thực hiện ý đồ của Tàu Cộng xâm lăng miền Nam, tạo ra cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với giả tâm muốn biến nước ta thành một quận lỵ của Tàu Cộng. Bọn cầm quyền này là một tổ chức phi pháp. Chúng đã lợi dụng danh xưng nhà nước để tùy tiện bắt bớ, giam cầm, sát hại vô số những nhà ái quốc và cưỡng chiếm đất đai, sang đoạt nhà cửa, trấn lột tài sản của dân chúng. Đó là những tội đại hình với trường hợp gia trọng. Trong suốt hơn 75 năm qua, băng đảng Cộng sản Việt Nam này chưa bao giờ được người dân Việt Nam bầu lên hay chuẩn thuận bằng việc trưng cầu dân ý trong vai trò đại diện đất nước và nhân dân Việt Nam. Chúng đã mạo danh nghĩa là nhà cầm quyền để thống trị, thu gom tài sản, trấn lột sức lao động của người dân, làm nô lệ cho bọn Cộng sản để phục vụ cho ý đồ bá quyền của Tàu Cộng. Chúng đang áp dụng đường lối độc tài, độc tôn, độc ác của chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai để cai trị nhân dân Việt Nam. Tư tưởng đường lối này hoàn toàn dị biệt đối với tư tưởng bản chất của đại đa số người Việt Nam. Hai cơ quan được gọi là quyền lực nhất của nhà cầm quyền là Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm toàn là đảng viên Cộng sản tham mô, ngu dốt, và cái gọi là Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là một băng đảng trá hình, là một đám sai nha xuẩn động, cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu để phỉnh gạt quốc tế và lừa đảo dân chúng. Cái gọi là Quốc hội mà chúng đưa ra chỉ có 493 đảng viên, chiếm trọn tất cả ghế đại biểu khóa 12. Cách đây hơn 12 năm, sau đó 493 đại biểu này đã tự bầu lên Quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2015. Và cái gọi là Quốc hội khóa 13 này đã tự bầu ra Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, với 496 đại biểu hiện nay. Tất cả đại biểu Quốc hội này
đều là đảng viên cộng sản, không do dân bầu, là một quốc hội bất hợp pháp. Do đó, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam với trên 7 triệu phiếu trưng cầu dân ý trong tinh thần tự do và tự nguyện, được nhìn nhận là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam hiện nay. Chính phủ này đang thiết lập chế độ Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam với vị lãnh đạo là Đức Quốc Công Đào Minh Quân, do dân bầu và đã tuyên thệ nhận trọng nhiệm tổng thống vào ngày 11 tháng 11 2018 vừa qua. Hiện nay người dân Việt Nam đang tiếp tục trưng cầu dân ý để ủng hộ Đức Quốc Công Đào Minh Quân tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam để đại diện toàn dân Việt Nam đứng ra giải thể cái gọi là nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trước phế bọn cầm quyền cộng sản tay sai tàu cộng, không do dân bầu lên mà không cần tiêu tốn xương máu. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã và đang phạm các tội danh lừa đảo, cướp của, giết người là một băng đảng tội ác. Do đó, những ai tiếp tục tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Quốc hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau ngày 16 tháng 2 2021 đều bị xử tội đồng lõa và âm mưu với tội ác. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam với âm mưu chuẩn bị cho cái gọi là Quốc hội khóa 14 đang do tên Tô Lâm, một gián điệp tàu cộng, hiện nắm chức vụ Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, muốn sử dụng quân đội, công an và lực lượng dân quân Việt Nam với ý đồ khoa trương và trấn áp tinh thần dân chúng là một hành vi bất hợp pháp, để khủng bố đe dọa người dân, không được sự chuẩn thuận cho phép của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, Thừa lệnh Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, đại diện chính thức và hợp pháp duy nhất của đất nước và nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc trân trọng yêu cầu. Điều 1. Khuyến cáo dân chúng và tất cả các lực lượng quân nhân, bộ đội và bất kỳ lực lượng bộ đội hay công an nhân dân Việt Nam đều không được tham gia, tham dự và hay yểm trợ cho ý đồ phi pháp của tên Việt Giang Tô Lâm. Điều 2. Xác định tên Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã có trong danh sách tội phạm quốc tế là thành phần nguy hiểm thuộc dòng máu tên giặc Tàu Tô Định, con trai của tên đại tá Cộng sản Việt Nam Tô Quyền, nguyên là giám đốc công an tỉnh Hải Hưng, là một tên cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam độc ác nhất. Trước khi nghỉ hưu, Tô Quyền là cục trưởng cục V26, nay là tổng cục 8. 3. Tên Tô Lâm hiện là Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, cư trú tại phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Địa chỉ y làm việc là 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. 4. Chỉ có những tên tham quan ô lại và một số rất ít
đơn vị quân đội hay công an, to rập, móc nối hay chấp nhận sự điều khiển của tên gián điệp Tàu Cộng Tô Lâm để tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 này đều là hành vi vô kỷ luật, là những kẻ cam tâm làm tay sai cho giặc Tàu. Điều 5. Lưu ý tất cả các cơ quan truyền thông lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền, loan tải những tin tức thất thiệt nhằm tiếp tay cho bọn Cộng sản Việt Nam làm tay sai bán nước cho Tàu là hành động phạm pháp, có thể bị coi là diệt gian phản quốc. 6. Khuyến cáo những đảng viên Cộng sản Việt Nam nên từ bỏ đảng để được Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa khoan hồng. 7. Tất cả những dân biểu của cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không phải là đại diện cho dân, không nên đến trụ sở vì được xét là hành vi gặp nhau để bàn mưu tính kế, lừa bịp, hãm hại đồng bào Việt Nam. Đó là tội đại hình, có thể dẫn đến việc bị tịch thu toàn bộ tài sản và tù tội chung thân. Thừa lệnh Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Đại tướng Lê Minh. Và có cái link trên cầu, cái link đón Đức Quốc Công Tổng thống. Nếu anh chị em ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống thì tham gia, ai chưa có trưng cầu dân ý thì tham gia trưng cầu dân ý qua đường link www.trưngcầudânýviếttắt.us và đường link đón Đức Quốc Công là www.dontongthongviếtchinhliền.com. Anh chị em tham gia trưng cầu dân ý để lấy mã số căn cước để trở thành công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, để hưởng tất cả quyền lợi gì mà chính phủ này có thể đem về cho người dân Việt Nam. Bây giờ chúng ta bắt đầu sơ lược lại cái thông báo này. Cái thông báo khuyến cáo và kính đệ trình lên toàn dân Việt Nam. Anh chị em cũng biết là tất cả người dân Việt Nam có cái biết, có cái không biết, mà nhất là bị Cộng sản Việt Nam đã lừa rất là lâu. Mà Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân muốn giải thể chế độ tà quyền Cộng sản, dĩ nhiên là phải biết rất rõ về Đảng Cộng sản Việt Nam. Và có rất là nhiều đảng viên Cộng sản Việt Nam đã quay đầu trở về với chính nghĩa quốc gia, tức là ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, dẹp bỏ cái chế độ mà họ đã làm, họ đã theo, họ đã góp công, góp sức, phí thời gian mấy chục năm nay. Bây giờ họ đã nhìn ra đâu là chính nghĩa, đâu là chánh, đâu là tà. Đó là một điều đáng mừng cho tất cả những người đã quay về với chính nghĩa quốc gia. Chỉ có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa mới có thể đem về cho anh chị em một đời sống tự do, ấm no, hạnh phúc như các nước trên thế giới. Nên cái bản khuyến cáo này để nhắc nhở cho những đảng viên Cộng sản Việt Nam và toàn dân Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cướp phi pháp, nên chúng ta không nên tham gia bất kỳ những cái gì mà Cộng sản Việt Nam đưa ra, nhất là cái quốc hội, cái quốc hội mà tự họ bầu bán lên chứ không do dân. Và cái quốc hội đã làm cái gì người dân Việt Nam chúng ta có biết hay không? Chúng ta không có biết. Là tại vì Cộng sản Việt Nam nó cầm quyền, nó muốn làm gì thì làm, nó không bao giờ cho người dân Việt Nam nói lên tiếng nói. Anh chị em đã thấy Đức Quốc Công Tổng thống kêu gọi toàn dân Việt Nam tham gia trưng cầu dân ý để nói lên tiếng nói của mình, muốn giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Đó là Đức Quốc Công Tổng thống tôn trọng người dân, muốn cho người dân thực thi cái quyền làm người của mình, có thể bầu chọn một người có thể thay đổi cả vận mạng đất nước.
bao nhiêu đó cũng chứng minh là anh chị em thấy giữa khác biệt giữa Cộng sản Việt Nam và Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, khác biệt giữa Đức Quốc Công Tổng thống và Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, hay là tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam không tôn trọng người dân, không cho người dân tham gia trưng cầu dân ý, cũng không cho người dân bầu bán lên bất cứ cái gì của cái bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Như vậy thì chúng ta đã thấy là Cộng sản Việt Nam đã khinh thường người dân Việt Nam. Mà chúng ta là người chứ chúng ta đâu có phải là thú. Chúng ta là người thì chúng ta phải có cái quyền làm người. Và đất nước Việt Nam là của ông cha của chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta phải nói lên tiếng nói. Ai làm không đúng chúng ta phải trước phế đi. Thì anh chị em đã thấm sống với chế độ Cộng sản Việt Nam đã quá lâu, anh chị em thấy mệt chưa? Nếu anh chị em thấy mệt thì hãy thay đổi cái đất nước của mình, thay đổi cái vận mạng đời sống của mình. Chỉ có chúng ta mới thay đổi được cái đời sống chúng ta mà thôi. Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam, thì chỉ có người Việt Nam mới cứu được nước Nam mà thôi. Câu này Đức Quốc Công Tổng thống hay ra thông báo và hay nhắc nhở cho chúng ta. Nên chúng ta phải tập trung vào cái đất nước của mình. Dù thế giới biến động như thế nào, chúng ta chỉ nghe để mà biết thôi, nhưng mà cái đất nước chúng ta phải làm. Tại vì hiện nay nếu chúng ta không làm thì cái đất nước của mình sẽ lọt hẳn vào tay của Tàu Cộng. Anh chị em đã thấy Cộng sản Việt Nam là tay sai bán nước và hại dân. Cộng sản Việt Nam cướp đất, cướp nhà để bán cho ai? Bán cho Tàu Cộng. Thì khi Tàu Cộng đã mua hết cái đất đai của nước Việt Nam mình, thì từ từ xây lên cái này, xây lên cái kia, thì thuộc gì? Sở hữu của người Tàu hết rồi. Vậy thì Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu nó đã to rạch với nhau, mà Cộng sản Tàu đó là nó xâm lăng một cách mà anh chị em thấy không có thấy chút nào. Mua hết đất đai của người Việt Nam, làm chủ hết, thì từ từ nó đã nuốt chửng cái đất nước Việt Nam. Mà chúng ta còn ngồi đó mà tin vào Cộng sản Việt Nam là anh chị em chỉ có con đường diệt chủng mà thôi. Và anh chị em sống trong lo sợ, không biết ngày nào đến cái nhà của anh chị em mà Cộng sản Việt Nam nó lấy bán luôn cho Tàu đó. Nên chúng ta phải giải thoát chính mình ra khỏi cái sự kìm kẹp của Cộng sản Việt Nam. Đây là cái bài viết nói rõ về Cộng sản Việt Nam là một băng đảng cướp, cướp tất cả những gì người dân Việt Nam có, cướp xương máu của chúng ta. Anh chị em thấy anh chị em đi làm đóng thế, Cộng sản Việt Nam lo gì cho anh chị em? Anh chị em được cái gì? Anh chị em phải tự làm, tự sống. Còn tiền anh chị em đóng thế thì Cộng sản Việt Nam chia chác với nhau bỏ vào túi riêng. Vậy thì anh chị em đang làm nô lệ cho Cộng sản Việt Nam. Thì bây giờ tiếp tục, anh chị em không thay đổi thì anh chị em sẽ làm nô lệ cho Tàu luôn. Như vậy thì anh chị em có còn là người Việt Nam, đâu còn là người Việt Nam. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là người Việt Nam, không có ai tước đoạt cái quyền làm người của người Việt Nam. Mà nếu người Tàu cướp đất nước Việt Nam thì chúng ta cũng phải noi gương các bậc tiền nhân. Ngày xưa là đánh đuổi ngoại xâm, không có cho bất cứ một nước ngoại bang nào vào cướp cái đất nước Việt Nam. Bây giờ thời văn minh tiến bộ, Đức Quốc Công Tổng thống chỉ dùng trí tệ trí huệ để hướng dẫn cho người Việt Nam biết cách nào để thay đổi đất nước, cứu lấy đất nước mà không tốn xương máu. Đó là trưng cầu dân ý, đó là vũ khí vừa nhẹ vừa dễ nhưng mà nó có sức mạnh thay đổi cả vận mạng đất nước. Nếu anh chị em không tin, anh chị em hãy tham gia trưng cầu dân ý rồi đăng ký đốt Đức Quốc Công, thì vũ khí của anh chị em đã được sử dụng đó. Đức Quốc Công sẽ trình tất cả những gì mà người dân Việt Nam muốn nói cho quốc tế biết, là chúng tôi phải giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam qua lá phiếu trưng cầu dân ý trong tay của anh chị em đó. Đó là vũ khí tối mật mà Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu không biết là mỗi một ngày có bao nhiêu người là vũ khí để dẹp bỏ cái chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam.
thì Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tạo biết đâu mà đỡ. Mà anh chị em thấy cái đó là phải vũ khí lợi hại hay không? 3 đến 5 phút trong hệ thống trưng cầu dân ý là anh chị em đã tiếp một bàn tay thay đổi đất nước, thay đổi vận mạng của mình, thay đổi đời sống của mình, đưa đất nước Việt Nam sôi sáng khắp quả địa cầu. Thì anh chị em đã nghe cái bài này, anh chị em đã thấy Cộng sản Việt Nam là do Hồ Chí Minh du nhập vào đất nước Việt Nam. Anh chị em có thấy đấu tố, cướp nhà, cướp của, giết người không? Cái gì của chúng ta là nó đều cướp hết. Cướp xương máu, cướp tài sản, đất đai. Cái gì cướp được là cướp. Như vậy chỉ có băng đảng cướp mới đi cướp của người khác. Tại sao có những nhà lãnh đạo họ đem cái quyền lợi người dân, họ dung bồi cái đất nước càng thêm giàu mạnh cho người dân có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam đâu có làm được cái đó. Anh chị em thấy tài sản của mình mà mình lại bị cướp hết. Chứ làm gì, đã mình có tài sản mình còn bị cướp thì làm gì cái chế độ cầm quyền Việt Nam có thể đem lại cho mình một đời sống khác. Trong khi của mình có mà còn lại cướp nữa, thì cướp hết sạch, thì rốt cùng chúng ta đi làm đóng thế để nuôi cái bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam bất tài và vô dụng là một băng đảng cướp, và cái quốc hội bù nhìn tự họ bầu bán lên. Anh chị em thấy, anh chị em sống như vậy, anh chị em có thấy nhục không vậy? Chúng tôi ở nước ngoài, chúng tôi có một đời sống tự do, nhưng mà chúng tôi không có muốn sống nhục. Tại vì đất nước Việt Nam là ông cha của chúng ta, từ đó sinh ra mới có chúng ta. Nếu không có đất nước Việt Nam, không có ông cha của chúng ta, làm gì có chúng ta? Nên chúng ta giàu ở bất cứ nước nào, chúng ta vẫn là người Việt Nam, chứ không có thay đổi được. Anh chị em ở nước Mỹ, nước Úc, anh chị em có thể nói anh chị em là người Mỹ, người Úc được không? Rõ ràng mình là người Việt Nam, mình nói tiếng Việt Nam. Thì người Úc, người Mỹ họ cũng coi mình là người Việt Nam, cho họ coi là người Úc đâu. Nên chúng ta vĩnh viễn là người Việt Nam, thì chúng ta phải cứu nước Việt Nam. Tức là không để nước Việt Nam chúng ta bị mất vào tay Tàu Cộng, mà do Cộng sản Việt Nam là tay sai bán nước và hại dân. Nên anh chị em thấy là ở nước ngoài có một vị tổng thống đang chờ tiếng nói của người dân. Anh chị em chỉ cần mạnh mẽ lên, nói lên tiếng nói qua lá phiếu trưng cầu dân ý và đăng ký đón đức quốc công là anh chị em sẽ được đón đức quốc công. Chúng ta hãy nghĩ chúng ta làm được là chúng ta sẽ làm được, và đức quốc công cũng tin tưởng là đức quốc công sẽ làm được với sách lược, chiến lược mà gài cho Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam không còn con đường nào thoát. Như vậy thì chúng ta góp một bàn tay nhỏ 3 đến 5 phút là anh chị em đã làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người con dân nước Việt. Chúng tôi theo chính phủ, theo Tổng thống Đào Minh Quân muốn lên livestream để gửi đến cho tất cả những gì mà anh chị em chưa biết. Thí dụ như cái bản thông báo này, khuyến cáo này, anh chị em có người có biết chưa? Có người biết và có người không biết. Có người nghe rồi lại không tin, là tại vì còn tin vào cái chế độ Cộng sản Việt Nam, nhất là Hồ Chí Minh. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không có thể tôn thờ một tên Việt gian gián điệp Tàu Cộng mà gọi là cha già dân tộc. Chúng ta phải gọi người Việt Nam, chứ không thể nào mà đem người Tàu vô mà gọi là cha già dân tộc. Như vậy là chúng ta đã phản quốc, chúng ta đã tiếp tay cùng Cộng sản Việt Nam, là cái tội phản quốc. Bây giờ đọc lại cho anh chị em nghe những cái điều mà anh chị em thấy, 5-7 điều này mà Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc muốn gửi đến cho người dân Việt Nam. Nếu mà anh chị em không thay đổi đó thì anh chị em sẽ bị trấn lột đến nỗi không còn miếng máu nào. Nên đã đến lúc chúng ta phải thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi thì tự chúng ta bị hủy diệt mà thôi. Đời sống là của chúng ta, con người là của chúng ta. Chúng ta không thể nào đi theo một băng đảng cướp của, giết người, bán nước và hại dân, mà lại còn làm tay sai cho Tàu Cộng nữa.
quốc hội á, thì tự bầu bán lên hết quốc hội này 12, 13, 14. Có bao giờ anh chị em thấy được, anh chị em được tôn trọng những cái đó không? Nếu không được thì chúng ta phải thay đổi. Bây giờ Đức Quốc Công Tổng thống là Tổng thống chính danh hợp pháp hiện nay ha. Thì bây giờ anh chị em nghe Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc có 7 điều mà hồi nãy giờ chúng tôi đã đọc. Bây giờ nhắc lại cho anh chị em nghe. Bây giờ anh chị em nghe đoạn này. Do đó thừa lệnh Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, đại diện chính thức và hợp pháp duy nhất của đất nước Việt Nam, của đất nước và nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc trân trọng yêu cầu. Cái này trân trọng yêu cầu là do tôn trọng rồi đó. Điều 1, khuyến cáo dân chúng và tất cả các lực lượng quân dân, bộ đội hay bất kỳ lực lượng bộ đội hay công an nhân dân Việt Nam đều không được tham gia, tham dự hay yểm trợ cho ý đồ phi pháp của tên Việt Giang Tô Lâm. Tên Tô Lâm này là bắt Trịnh Xuân Thanh nổi tiếng đó, là tội phạm quốc tế đó nha. Điều 2, xác định tên Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đã có trong danh sách tội phạm quốc tế là thành phần nguy hiểm thuộc dòng máu của tên giặc Tàu Tô Định. Anh chị em có nghe lịch sử chưa? Tên Tô Định, con trai của tên đại tá Cộng sản Việt Nam là Tô Quyền, nguyên là giám đốc công an tỉnh Hải Hưng, là một tên cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam ác độc nhất. Trước khi nghỉ hưu, Tô Quyền là cục trưởng cục V-26, nay là tổng cục 8. 3. Tên Tô Lâm hiện nay là Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, cư trú tại phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Địa chỉ nơi y làm việc là 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. 4. Chỉ có những tên tham quan ô lại và một số rất ít đơn vị quân đội hay công an to rập móc nối hay chấp nhận sự điều khiển của tên gián điệp Tàu Cộng Tô Lâm để tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 này đều là hành vi vô kỷ luật, là những tên can tâm làm tay sai cho giặc Tàu. 5. Lưu ý tất cả các cơ quan truyền thông lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền, loan tải những tin tức thất thiệt nhằm tiếp tay cho bọn Cộng sản Việt Nam làm tay sai bán nước cho Tàu Cộng là hành vi, là hành động phạm pháp, có thể coi là coi như tội diệt gian phản quốc. Điều 6, khuyến cáo những đảng viên Cộng sản Việt Nam nên từ bỏ đảng để được Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa khoan hồng. Điều 7, tất cả những dân biểu của cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không phải là đại diện cho dân, không nên đến trụ sở vì được xét là hành vi gặp nhau để bàn mưu tính kế, lừa bịp hãm hại đồng bào Việt Nam. Đó là tội đại hình, có thể dẫn đến việc tịch thu toàn bộ tài sản và tù tội chung thân. Thừa lệnh Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Đại tướng Lê Minh. Đọc lại một lần cho anh chị em nghe biết 7 điều mà Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc thừa lệnh Tổng thống Đào Minh Quân ra khuyến cáo. Chính phủ này rất là khoan hồng, Đức Quốc Công
rất là nhân từ độ lượng, nên tất cả những cái bản khuyến cáo, thông cáo đó gửi đến cho người dân và Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi chính phủ này hành động, thì nhiều cái thông cáo khuyến cáo đó mà người dân Việt Nam hay là Đảng Cộng sản Việt Nam nghe để biết, và sau này ai mà phạm tội thì đừng có nói là chúng tôi không có biết gì, chúng tôi không nghe chính phủ này nói gì cả. Chính phủ này là có thật, người thật, việc thật và chính danh hợp pháp. Nên cái gì cũng vậy, muốn cho người dân Việt Nam và Đảng viên Cộng sản Việt Nam biết rõ trước khi mà chính phủ này ra một cái sắc lệnh. Tới chừng đó là ta nói sắc lệnh là nó là bút xa là gà chết đó, theo kiểu dân gian hay nói vậy. Khi Đức Quốc Công Tổng thống ra sắc lệnh thì không có thay đổi được, tức là theo luật tội phản quốc, tội cướp của giết người, tai sai tàu cộng, bán nước và hại dân. Tới chừng đó muốn khoan hồng cũng không có còn kịp nữa. Nên khuyên tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam, những người mà đã lầm đường, những người còn tin vào Cộng sản Việt Nam và tàu cộng, nhất là tên Hồ Chí Minh, thì hãy quay đầu trở về với người Việt Nam chân chính, cùng với Đức Quốc Công Tổng thống thay đổi đất nước Việt Nam. Cái đó là một cái danh dự lớn cho những người đã đi sai đường còn biết quay đầu trở về. Mong rằng tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam, quân đội nhân dân, công an, cảnh sát cơ động, nói chung là toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, hãy quay về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng hòa do sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống động, để đưa nước Việt Nam sôi sáng khắp quả địa cầu, để tất cả người dân Việt Nam chúng ta được ngẩng cao đầu với thế giới là một nước Việt Nam Cộng hòa, và Đức Quốc Công sẽ đưa nước Việt Nam lên thời Thượng Quân Thánh Đức. Mà nếu được như vậy thì anh chị em sẽ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, mà không lo đói nghèo, không sống trong phập phòng lo sợ. Ai cũng muốn điều đó. Chúng tôi tin chắc rằng anh chị em trong thanh tâm của mình ai cũng muốn như vậy cả. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi muốn tất cả người Việt Nam phải được tôn trọng, phải có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thì chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng thấy rất là vui là chúng ta là người Việt Nam, được người khác tôn trọng. Và nước Việt Nam của chúng ta được mọi người tôn trọng, được các nước khác tôn trọng. Có luật lệ đàng hoàng, có tôn trọng quyền làm người. Để cho người dân Việt Nam thấy là chúng ta đáng sống trên chính đất nước của mình. Chứ đừng làm tai sai cho tàu cộng, cũng đừng có để người dân Việt Nam chúng ta đi làm tôi mẫu cho thế giới. Tha hương cầu thực, để cho ta người ta khi dễ người Việt Nam. Mong rằng tất cả anh chị em Việt Nam hãy mạnh mẽ đứng lên, làm người Việt Nam chân chính, làm tròn bổn phận trách nhiệm của một người con dân nước Việt. Qua cái bản khuyến cáo này, anh chị em nghe tất cả quý đồng hiệu đã lên live stream đọc cho anh chị em, mà anh chị em không hiểu hết thì hãy nghe lại, để anh chị em thấy là anh chị em đã bị lừa gạt mấy chục năm nay, gần cả trăm năm nay. Chúng ta không thể nào bị lừa gạt tiếp tục, mà chúng ta phải vạch trần cái âm mưu của Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam trước quốc tế, để cùng nhau đưa nước Việt Nam lên tự do dưới tài lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe bài hát Trưng Cầu Dân Ý, và hẹn anh chị em cái live stream kế tiếp là ngày thứ ba sẽ tiếp tục gửi đến cho anh chị em tất cả những bài viết của rất là nhiều người gửi đến, và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc ra những thông cáo gì sẽ đọc đến cho tất cả anh chị em. À, hồi nãy là quên đọc phần tiếng Anh. Tại vì cái tiếng Việt anh chị em cần hiểu rõ, và bản tiếng Anh thì có thể chúng tôi đọc nhưng mà chưa chắc là nó đúng giọng lắm đâu.
nên nó nhiều khi á vì tôn trọng những người viết nên chúng tôi không có đọc. Tuy rằng ở hải ngoại rất là lâu nhưng mà cái mình không có nói nhiều tiếng Anh, có thể mình nhìn chữ mình hiểu nhưng mà mình đọc á, thì cái giọng của mình nó chứ mình lớn tuổi á, mình đọc nó giọng mình nó cứng nên nó nhiều khi không có đúng như cái của người Úc hay người Mỹ người ta đọc. Đó là tại sao mà chúng tôi không đọc bản tiếng Anh là như vậy. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe bài hát Trưng Cầu Dân Ý và hẹn gặp anh chị em thứ ba cũng trong live stream của Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Xin mời. Cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Luân giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ chắc là anh chị em đang sống ở trong nước đó, gần tới Tết Việt Nam của chúng ta, nhưng mà anh chị em có thoải mái hay không? Anh chị em có tiền để ăn Tết hay không? Hay là anh chị em đang lo là anh chị em không biết Tết này anh chị em có tiền để mà ăn Tết cùng tất cả chứ thân nhân bà con của chúng ta hay không? Chắc chắn có rất là nhiều người đang lo. Cái đất nước Việt Nam sẽ từ từ sẽ đi vào bế tắc và kinh tế cũng sẽ suy sụp. Thì đời sống của anh chị em càng khổ hơn nữa nếu anh chị em không thay đổi. Anh chị em sống khổ như vậy mà anh chị em không thay đổi, anh chị em cam lòng chịu với cái số phận của mình thì chúng ta không có than vãn gì cả. Ở hải ngoại lúc nào cũng muốn đem cái gì tốt đẹp nhất về trên đất nước Việt Nam. Anh chị em có thấy những người mà Cộng sản Việt Nam gọi là Việt Kiều không? Mỗi khi trở về nước có phải đem rất là nhiều tiền và mua rất là nhiều đồ đem về cho thân nhân bà con và cứu trợ đồng bào ở trong nước hay không? Đó là bằng chứng rõ ràng. Chứ đừng nói chi là một chính phủ từ ở hải ngoại này
đã biết cái nỗi khổ của người dân, nên Đức Quốc Công Tổng thống mới phải chờ đợi. Làm sao mà lấy lại đất tổ mà không làm khổ dân? Phải chờ 30 năm ròng rã như vậy. Có ai làm được như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân? Anh chị em chỉ đi. Tin chắc và nói thật với anh chị em, không có một người thứ hai, một người duy nhất của đất nước Việt Nam và cả thế giới này luôn, chứ không phải là nước Việt Nam không. Không có ai làm được. Không có ai tự giàu sang mà lại đi làm một người không còn tiền, đi làm một vị tổng thống mà không có đồng lương nào, mà bị người ta chửi không còn một chỗ nào, mà chúng tôi hay gọi là lấy xa tàu xe mà chở không hết. Anh chị em có thấy ai làm được hay không? Chỉ có một người duy nhất là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, là chính nhân thiên mệnh. Chỉ có những người nằm trong sứ mệnh này mới có thể chịu đựng được tất cả những nhọc nhằn khổ đau mà người dân Việt Nam không có nhìn ra sự thật. Thì cái đó chúng ta cũng có thể nói là người dân Việt Nam đã sống với chế độ tàu quyền Cộng sản Việt Nam, đã bị Cộng sản Việt Nam lừa gạt, nên người khác nói cái gì cũng không tin. Mà anh chị em bình tâm suy nghĩ, anh chị em hãy coi ai có thể làm được nhiều việc cho đất nước Việt Nam, và ai đang cứu người Việt Nam, và ai đang hại người dân Việt Nam. Chúng ta bình tâm suy nghĩ, anh chị em sẽ tìm ra. Một người thì đem tất cả những gì có được để cứu nước Việt Nam, còn đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền thì cướp tất cả những gì người Việt Nam có được. Anh chị em nhìn thấy rõ, rất là rõ ràng. Đức Quốc Công Tổng thống chưa có kêu gọi người dân Việt Nam nào đóng cho chính phủ này một đồng nào, và cũng chưa bao giờ kêu quyên góp. Nhưng mà đảng Cộng sản Việt Nam cái gì cũng kêu người dân quyên góp và đóng thuế cho đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà họ đem lại cái gì cho người dân Việt Nam? Anh chị em ngồi xuống bình tâm suy nghĩ, ai là người hại đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam, và ai đang cứu người dân Việt Nam? Tại sao một người ở hải ngoại có một đời sống rất là giàu có mà phải cứu nước Việt Nam? Là đó là tình thương. Thông thái nhất là tình thương của Đức Quốc Công Tổng thống gửi đến cho người dân Việt Nam, và đặt cái quyền lợi và tôn trọng người dân lên trên hàng đầu. Đất nước, tổ quốc Việt Nam là trên hết, không có gì cao cả hơn. Tiền bạc không có thể nào mua được đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Đó là những gì chúng tôi có thể gửi đến cho anh chị em hôm nay. Và hẹn anh chị em cái live stream kế tiếp. Tại vì bây giờ không có làm live stream dài quá, anh chị em nghe mà ngồi mệt lắm. Thì những live stream kế tiếp sẽ có những cái giải thích cho anh chị em nghe về những cái bài đọc rất là hay, còn rất là nhiều. Mà nếu mà kéo dài cái live stream quá đó thì nó dài quá, anh chị em ngồi càng nghe biết cũng mệt. Mong rằng anh chị em nghe để mà anh chị em hiểu, để chúng ta cùng nhau thay đổi Việt Nam, ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân giải thể tàu quyền Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ chia tay cùng tất cả anh chị em. Bây giờ mời tất cả anh chị em cùng chúng tôi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sớm trở về trên đất nước của mình, để đời, để cho người dân Việt Nam chúng ta có một đời sống ấm no, hạnh phúc. Mời tất cả anh chị em dành vài phút để cùng chúng tôi cầu nguyện. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim CA 92814. Lời cầu nguyện. Lại đấng tối cao, thượng đế, trời Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát quả cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua hiểm nghèo,
đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng quân thánh đức. Xin gìn giữ và to luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng mạnh như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện chấm dứt. Cảm ơn tất cả anh chị em đã cùng chúng tôi cầu nguyện cho đất nước Việt Nam và Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân. Bây giờ mời tất cả anh chị em cùng chúng tôi nêu cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, bất khuất; hương thổ Việt bất phân, bất phân; nhân dân Việt bất ly, bất ly. Và Pha Lê xin trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Tổng thống, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương khắp nơi trên toàn thế giới. Chúc một đêm an lành, sức khỏe dồi dào, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trân trọng kính chào tạm biệt.